Rồi em gái che cái mặt lại, sao khán giả của anh thấy em gái? Hết sức là ý nghĩa cô chú. Dạ, Hoàng Nghĩa mến chào cô chú anh chị đang xem kênh. Thì hôm nay lại tiếp tục ở nhà thờ Đức Hòa của cha Linh mình nè cô chú. Chào tặng quà cuối năm đó, Nghĩa cũng đang cố gắng tranh thủ đến để quay chia sẻ lại với khán giả của mình nè. Kính thưa ông bà, anh chị em, kiếp thị, hôm nay là chúng ta đã bước vào ngày 25 Tết rồi đúng không? Và chỉ còn mấy vỏn vẹn mấy ngày nữa là năm cũ sẽ kết thúc và chúng ta sẽ hân hoan chào đón một năm mới, năm Quý Mão. Và hôm nay nhân dịp mà ngày 25 Tết tốt lành như thế này thì có chị Thu, coi như là giám đốc của hội từ thiện Bác Ái Úc-Chalia. Và hôm nay chị cùng với chồng và hai người con và một người bạn của người con đã từ Úc về Việt Nam và ghé với xứ Đức Hòa chúng ta. Và trong suốt 7 năm qua khi thành lập Đức Con Tình Thương, hôm nay là Đức Con Tình Thương chúng ta đã phát triển lớn lên tí xíu, đó là lên suất ăn tình thương. Và hiện tại thì mỗi ngày sẽ có 170 suất, từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mà ông bà anh em chúng ta cũng đã được hưởng dụng. Và hôm nay anh chị trở về quê hương của mình là Việt Nam và hôm nay đã gặp được ông bà anh em một lời tốt lành như thế này. Ước chi buổi hôm nay Bác Ái Từ Thiện Tây Úc sẽ hỗ trợ và giúp cho ông bà anh em một bữa ăn trưa hôm nay, và sau bữa ăn thì ông bà anh em cũng sẽ nhận được một phần quà để trở về ăn Tết. Giờ đây chúng ta cho phái đoàn của chị một tràng pháo tay thật lớn nào. Thưa chị, trước mặt của chúng ta đó là gần 100 anh chị em kiếm thị đó. Chúng ta thấy đó hoàn cảnh rất là khó khăn. Và khi nghe tin là chị về thì họ rất là phấn khởi, bỏ 10 giờ nhưng mà 9 giờ, 8 giờ đã có mặt rồi. Và giờ đây thì chị Thu sẽ có vài lời với ông bà anh chị em kiếm thị. Xin mời chị. Kính thưa cha, rất kính quý mến của chúng con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, và em cũng xin chào quý chị, quý cô trong phục vụ trên mấy bàn tình thương. Hôm nay thì phái đoàn dự án nhân đạo Tây Úc được trở về và rất là vui để mà chia sẻ bữa cơm tình thương trưa nay với quý ông bà anh chị em. Và chắc quý ông bà anh chị em cũng nhớ là 7 năm rồi hả cha? 7 năm rồi, là cứ mỗi năm đó thì là con rất là thích và trông vào những dịp Tết để mà về đây cùng chia sẻ chút xíu quà cho quý bà anh chị em. Dạ, dịch 3 năm thì con đã không về được, nhưng mà hôm nay thì được trở lại thì trong lòng con hiện tại bây giờ thì rất là phấn khởi, rất là vui, rất là khó mà diễn tả lắm. Gặp lại quý bà anh chị em con rất là vui, và con xin nhân dịp Tết con kính chúc quý ông bà anh chị em năm mới dồi dào sức khỏe, luôn được bình an. Dạ con xin cảm ơn cha và cảm ơn quý bà anh chị em. Bây giờ đây để trước khi ông bà anh chị em dùng cơm trưa đó thì đội lân của giáo xứ Đức Hòa cũng sẽ chào đón ông bà anh chị em và phái đoàn dự án nhân đạo Tây Úc về đây bằng một tràng pháo tay, cũng những thế mà tràng phóng lên. Và rất tiếc là ông bà anh chị em không có thấy được, nhưng mà con sẽ chụp hình. Alexander, Victor, Bonnie, Victor Quang, chúng ta buổi trưa hôm nay cũng như là những ngày sắp tới. Get your bond from here. Leader, black people. With a firm of black people. Mr. Quang, này dành cho trưởng nhóm Mr. Quang. Rồi, đủ rồi, cảm ơn Phước Vàng nha. Rồi chúng ta cùng nhau cho tràng pháo tay đó nha. Nghĩ trong khí chúng ta là lên có đàn múa nhảy quay trên trời dưới đất ha. Cầm quay cùng múa là như thế, là chúng ta nghe tiếng sóng chúng ta có thể cảm nhận được. I'm going to go to the hospital.
Thôi xin mời bà chị em chúng ta cho đại lên một cái bài thế nào, lời hài thế chỉ nhiệt chất mà. Đó là chúng ta cũng thể hơn nhé, vừa giữ tay và vừa chúng ta. Và xin mời bà chúng ta đem thêm một cái bài. Rồi mấy cô chú mình vào bên trong đừng nhận quà đi cô chú ơi. Chú Thành đi gan chút quà quẹo lên kia chú Thành. Vô trọng trước rồi chú, vô trọng rồi. Quay ngược, quay lại. Con đang quay mà. Đây nè, nè. Em gái dẫn giùm em gái. Dạ, cảm ơn nhiều. Rồi mình vô trọng đi rồi, có ghế. Vô trọng rồi có ghế. Rồi em gái che cái mặt lại rồi, sao khán giả của anh thấy em gái. Hết sức là ý nghĩa cô chú. Con chúc cô năm mới thật nhiều sức khỏe nha cô nha. Giữ gìn sức khỏe rồi con xin hẹn cô sang năm Tết con về thăm cô nữa nha. Dạ, cảm ơn cô, đây có chúc quà gửi cô. Dạ. Nào chào em. Năm mới chúc em sức khỏe dồi dào nha. Dạ em chào anh. Dạ năm mới. Dạ, em có chút quà gửi anh nha. Đây nè, đây cái này anh cầm cái này. Cái xe một hồi đó. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu? 46 em 46 mà. Đi bấm xin luôn nè cô chú. Nó là em. Chút buồn không cô chú, tội không? Dạ, tên là chị Thu. Chị Thu nha, rồi em chào em nha. Chị chào em nha. Rồi em, đây cảm ơn em nhiều. Đây đây. Rồi cái chúc quà gửi em nha. Dạ chúc em năm mới sức khỏe dồi dào nha. Ok. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ em sẽ sắp xếp cho họ ra ha. Họ ra cái mình trao, họ ra mình trao thì các chị cũng quyết cho một cái phần quà bên đó. Bên đây anh chị em phụ trách, chúng con phụ trách phần gạo, phần mì nha. Đứa đầu anh, hai ba đứa ở đây đi. Hai ba đứa ở kia. Là vui vẻ cũng nha, giữ gìn sức khỏe, có chúc bà để cháu nó mang lại cho cụ nha. Dạ. Rồi, có chúc bà nhiều sức khỏe của bà. Rồi, rồi anh ơi, có để cháu nó bưng lại cho anh nha, em có chúc bà. Dạ, chúc bà Tết vui vẻ nha. Dạ. Đổ ra biển cả, con nước trôi theo dòng. Hello em. Em khỏe nha, chị dạ, có chúc quà của Tết em nha. Dạ, chúc em Tết vui vẻ. Dạ, chúc gia đình sức khỏe. Dạ, đây có chúc quà em mang ra chị nha. Đây, em chị đây. Cô bưng được không? Cô bưng được hả? Đây cái đây chúc quà nữa. Còn có quà nữa. Cái đây có quà này và đây để bỏ đây được không? Được không? Được không? Được không chị? Rồi, có chúc quà thôi. Em chúc chị Tết vui vẻ cho nha. Dạ, em cảm ơn chị. Vì sao gieo nỗi sầu. Dạ. Đi xe này. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, có chúc quà của chị nha. Dạ, chúc chị Tết vui vẻ. Đừng như dòng sông chạy đi không nhớ cội nguồn. Sông ở trên đời luật trời nhân quả ngày sau. Hãy nhớ người ơi, đừng gieo thêm oán thêm sầu. Nhân đức làm đầu, ngày sau ai trách được đâu. Đừng như dòng sông.
sao ai trách được đâu. Nhân đức làm đầu, ngày sau ai trách được. Chào anh. Chào rồi, chào ra hả? Dạ, có anh nữa chẳng. Dạ, chào em nha, chúc em Tết vui vẻ nha. Dạ, em. Ở đây nữa, có hai này em nó mang ra cho. Không, mang ra cho chú. Chào con. Hôm nay con bao nhiêu tuổi? Con 10 tuổi, đây là bạn con hả? Ngài sinh con ra không giống như bao người. Con không thấy cuộc đời, con không thấy một ai. Rồi thời gian trôi qua, con sống trong mái nhà. Ôi biết bao xa lạ khi con nào thấy được mẹ cha. Đời đâu yêu thương con giống như cha mẹ. Con thui thủi một mình trong bóng tối lẻ loi. Nhờ lời ca mưu sinh, ai tốt cứu mang mình. Con sống cho qua ngày thương kiếp người khiếm thị mồ côi. Nơi nơi mãi dâng cho người giọng hát yêu đời. Nhiều sức khỏe nha cô nhé, giữ gìn sức khỏe rồi con xin hẹn cô sang năm Tết con về thăm cô nữa nha. Dạ, cảm ơn cô, đây có chút quà gửi cô. Dạ. Dạ. À, chào em, năm mới chúc em sức khỏe dồi dào nha. Cảm ơn cha nhiều. Dạ. Vậy hả cha? Dạ, cảm ơn cha rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý chị. Trời ơi, phải đồng của cha làm việc rất là tốt. Cảm ơn cha. Dạ. 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 Mọi người nha, mời các em vô nha, cảm ơn các em rất là nhiều các cháu. Rồi, dạ. Đại gia đình mình dạ. Chụp một bôi hình dạ. Kỷ niệm đi nè. Vô chị, vô cô. Dạ. Anh vô. Đây đây con, đây con vẫn stand in the front. Dạ, yeah, con stand in the front. À, đúng rồi. Dạ, yeah, upside down con. Rồi xếp. Dạ. Được không? Yeah. Anh vô đây anh ơi. Mấy mình xịt cho mày này, nó sáng, nó rộng rãi, nó đẹp nữa. Ở đây, đi ra đây kia, ra con này. Đó được rồi, đó là được rồi đó, quá đẹp rồi đó. Rồi ok cho lên. Ok rồi bảo cái đó. Ráp dạ. Vô ráp vô ráp. Dạ ráp vô mình ráp vô chị, mời chị vô. Anh vô anh.
thầy vô thầy. Dạ mời thầy vô, mời thầy vô. Dạ ấy với thầy. Ok, okay. Rồi ok. Cô Deacon. Dạ. Đó, xong hết giải quyết không đeo quá đeo suốt đầu với là đeo liên tục xong tới lên cha hả nghèo đeo em mèo. Nghèo đeo suốt mấy ngày nay á dạ để đỡ xong rồi em còn ngày em chín tết rồi chị cảm ơn Chúa mọi sự đến bây giờ mấy ông về công dân di dân nữa ok rồi ra trong thầy tắm đi nãy thầy còn chưa tắm nào đâu thầy tắm đi thầy 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 phát quà chiến nào là thầy cũng cực lắm á thầy đứng sao này thầy 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 mày né người đi xong rồi thu quả lòi ra đi mày đứng cái nhặt luôn mà thu ờ nghiêng người với đó nó đẹp nó rồi quá đẹp nè 1 2 3 4 5 6 dạ rồi cô rồi cho con cho con thử cho con dạ mời cô nhiều dạ dạ dạ